Yo 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 yo, hello anh em, hay hay. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Lại là mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với series video tư vấn lựa chọn nhân vật và đây là video dành cho phiên bản 4.6. Với cái dịp banner này, chúng ta sẽ cùng xem xét lại cái quá trình hoạt động của các nhân vật ở rerun và dự đoán triển vọng của các nhân vật mới nhé. Dựa vào đó thì chúng ta sẽ có cơ sở để đưa ra cái tư vấn cho banner lần này. Vậy banner 4.6 sẽ được tư vấn như thế nào? Mời anh em cùng theo dõi video này nhé. Trước khi bắt đầu thì mình xin được nhắc lại rằng là video chỉ mang tính chất giải trí thôi. Nó không phải là cái thông tin bắt buộc nhá anh em. Anh em có thể roll bất kỳ nhân vật nào anh em thích. Ok, vậy thì không làm mất thời gian của anh em nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Về thứ tự banner thì mình xin nhắc lại rằng là chúng ta sẽ có Arequino và Linay là nhân vật ở đi ở nửa đầu. Nửa sau chúng ta sẽ có Kẻ Lang Thang và Baiju. 4.6 nhà phát hành không nhắc về banner sử ký cho nên là mình sẽ tập trung vào 4 nhân vật này thôi. Đầu tiên mình sẽ đến với nhân vật Linay, anh chàng ảo thuật gia này thì đã xuất hiện từ những cái phiên bản đầu tiên của Fontaine. Đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là anh em đã có thể có rất nhiều kênh để theo dõi về sức mạnh nhân vật này để đánh giá được là nhân vật này ở thời điểm hiện tại có đáng roll hay không. Cá nhân mình không hề sở hữu nhân vật này và thật sự là mình thấy không cần thiết. Mình không có ý định roll nhân vật này ở phiên bản 4.6 hay là cả các phiên bản sau nữa. Theo nhiều anh em đánh giá thì đây là nhân vật có sát thương tốt. Tuy nhiên thì cái cách chơi của nhân vật thì nó lại là một kiểu chơi đặc biệt. Về kiểu chơi đặc biệt này thì nó chỉ đặc biệt ở cách chơi thôi. Còn cái trải nghiệm mà nó mang lại theo cá nhân mình là nó không hề đặc biệt một chút nào. Và nó có thể là gây nhàm chán cho người chơi khi sử dụng trong thời gian dài. Có những nhân vật mà mình dùng trong thời gian dài không hề thấy chán một chút nào. Và theo mình thì đó không phải là nhân vật này. Và chắc chắn không phải là nhân vật này rồi. Bởi vì đây không phải là nhân vật mà mình đã có. Vậy anh em có nhân vật Linay này thì anh em hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết rằng trải nghiệm của anh em từ đầu đến giờ như thế nào nhé. Trong Kỳ La Hoàn thì nhân vật thường có tỷ lệ dụng từ khoảng 8 đến 10%. Trong những mùa đầu tiên thì nhân vật khi được test được đẩy tỷ lệ dụng lên rất cao, nhưng sau đó đã giảm xuống rất là nhanh. Đứng ngay cạnh Linay là Yomiya. Khi nhìn thấy hai biểu đồ này, anh em có thể thấy rằng tỷ lệ sử dụng của hai nhân vật này là ngang nhau, thậm chí Yomiya có vẻ nhỉnh hơn một chút. Nếu anh em yêu thích nhân vật thì hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ như là tỷ lệ sử dụng vân vân và mây mây để có thể tập trung luôn nhân vật. Trong trường hợp anh em muốn bỏ cùng một lượng nguyên thạch để sở hữu một nhân vật có tỷ lệ sử dụng cao thì mình đoán rằng đây không phải là nhân vật mà anh em đang tìm kiếm rồi. Ok anh em, về Arequino, đây là một nhân vật DPS hệ hỏa mới. Có xuất thân rất là ngầu khi là quan chấp hành Fatui mà đứng ở vị trí thứ tư, dự đoán cho rằng đây có thể là nhân vật có sát thương lớn khi mà có thể chơi được với nhiều loại phản ứng, trong đó có những phản ứng tăng sát thương như bốc hơi hay thậm chí có thể là tan chảy. Nhân vật có cái khả năng gây sát thương mạnh theo lối chơi tấn công thường, nó sẽ khác với trường hợp của Hu Tao. Hiện tại thì mình chưa rõ là có thể gọi là dễ chơi hơn hay không bởi vì chưa được thực chiến nhân vật này, nhưng mà mình nghĩ rằng là giữa một cái kiểu chơi trọng kích và sẽ phải hủy hoàn ảnh chiêu thức so với việc spam đánh thường để gây sát thương thì mình nghĩ rằng là trường hợp của Arequino có thể được cho rằng là sẽ sử dụng dễ hơn. Việc nhân vật sử dụng khế ước sinh mệnh thì theo mình đó là một cái điểm rất là khác biệt so với nhân vật đang có. Nó có thể coi là một điểm cộng khi mang lại cho anh em những trải nghiệm mới. Một cái tín hiệu rất là tích cực cho sức mạnh của nhân vật này đó là khi ra mắt thì nhân vật sẽ đi cùng với một bộ di vật chấn luôn. Nếu như anh em đang muốn có một nhân vật gây sát thương lớn thì mình nghĩ đây có thể là nhân vật mà anh em đang tìm kiếm. Về điểm trừ của nhân vật này thì theo thông tin giang hồ mình thấy rằng là trong bộ kit của nhân vật kháng gián đoạn ở C0 có vẻ như là nó không được tốt lắm. Bên cạnh đó thì Arequino không thể nhận hồi phục từ các nhân vật khác trong đội mà chỉ có thể hồi phục từ chiêu quy trong chiến đấu. Theo mình thì đây rất có thể là cái dấu hiệu cho thấy trong tương lai sẽ có những cái cơ chế không cho nhân vật hồi phục. Chính vì cái nhận định này nên mình chưa chắc đây có phải là điểm trừ hay không, hay nó lại là một cái phần cơ chế mở ra những cái meta trong tương lai. Về phần vũ khí thì vũ khí 4 sao theo mình thấy là cũng không có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên thì về vũ khí 5 sao cho Arequino lại có khá nhiều sự lựa chọn. Trong bộ kit của nhân vật thì có những cái phần hồi chiêu rất là lâu như là chiêu kỹ năng nguyên tố thì hồi chiêu đến 30 giây. Chiêu quy thì có thể reset cái cooldown của chiêu kỹ năng nguyên tố nhưng mà lúc đó nó lại làm cho người chơi phải phụ thuộc vào chiêu nộ khá là nhiều. Về khâu vận hành của nhân vật này thì có thể sẽ cần những sự chú ý đặc biệt. Nó cũng tương tự với các nhân vật DPS và tui khác như là Chai hay là Kẻ Lang Thang. Đây có thể là một cái đặc trưng của cái dòng nhân vật này. Cá nhân mình thì mình cho rằng đây là một nhân vật rất có tiềm năng. Ok anh em, về Kẻ Lang Thang, đây là nhân vật mà mình sử dụng rất là nhiều trong những cái phiên bản trước. Mình đã làm hai cái video, đầu tiên là những cái trải nghiệm đầu tiên, sau đó là đến cái video update build Kẻ Lang Thang. Đến bây giờ mình nghĩ rằng không có thay đổi gì nhiều đâu. Về Kẻ Lang Thang thì điểm cộng nhân vật này, cái đầu tiên đánh giá cao nhất, mình nghĩ là nhiều người cũng nghĩ như thế, đó là vua chạy map. Khi sử dụng Kẻ Lang Thang thì anh em thấy rằng ngoài thế giới nó sẽ rất dễ bị nghiện. Khi cầm team Kẻ Lang Thang di chuyển ấy, thì khi chuyển lại các cái đội hình khác, mình sẽ cảm giác như kiểu là sao cái đội hình khác nó đi chậm thế. Nó dễ già. Nói chung là sử dụng Kẻ Lang Thang ở ngoài đại giới mang lại một cái tốc độ cao và cảm giác rất tuyệt vời. Đây chính là cái điểm được đánh giá cao nhất của nhân vật này. Về đánh La Hoàn thì Kẻ Lang Thang không được đánh giá quá cao. Không phải là vì nhân vật yếu không chơi được trong La Hoàn,
chơi được, nhưng mà cái điều kiện là anh em cần phải đầu tư. Có những thứ mà không phải là người chơi một phát có ngay được, ví dụ như là cung 76 của Faruzan. Nói chung là về La Hoàn thì Kẻ Lang Thang có thể gọi là một nhân vật không có tỷ lệ sử dụng quá cao trong này. Tuy nhiên thì vẫn là một nhân vật có thể dùng được trong La Hoàn nếu như anh em có phần kỹ năng cũng như là có mức đầu tư nhất định. Về Kẻ Lang Thang thì bên cạnh cái mức đầu tư nhiều thì nó lại có một cái điểm cộng song song, đó là với những cái mức đầu tư khác nhau thì anh em sẽ có những kiểu chơi khác nhau, nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của anh em với nhân vật trở nên phong phú hơn. Về phần điểm trừ thì như mình đã nói, đó là nhân vật cần cái đầu tư nhất định, đặc biệt là nhân vật Faruzan C6. Tuy nhiên về Faruzan C6 thì càng về sau người chơi sẽ càng có thêm, nên là có thể coi là một cái điểm trừ mình nghĩ là không nặng lắm đâu. Đây là một nhân vật cần đầu tư kha khá, nhưng mà cái banner vũ khí thì lại rất là xấu khi đi chung với Baizu. Đây là điểm trừ khá nặng của nhân vật này ở phiên bản 4.6. Về Khám Phá Đại Thế Giới là một nhân vật rất là đỉnh, tuy nhiên thì hiện tại cũng đã có những nhân vật có thể chung vai trò như là bà cò hay là một số nhân vật khác có kỹ năng di chuyển tốt. Về khả năng chiến đấu và La Hoàn thì ở mức chơi được, không quá xuất sắc. Về sát thương của nhân vật này thì mình đánh giá ở mức trung bình khá đến mức khá. So với nhân vật Alekino thì đây cũng là một nhân vật có xuất thân rất đặc biệt khi cũng là nhân vật quan chấp hành pha tôi và có phần cốt truyện khá là sóng gió. Với điểm cộng điểm trừ như vậy thì mình thấy rằng nhân vật cũng khá là cân bằng và mình đang nghiêng về phần điểm cộng hơn. Chào mừng anh em đến với nhân vật cuối cùng, đó là Baizu. Về Baizu thì mình đã làm trong cái phân tích lựa chọn nhân vật trước đó, mình cho rằng Baizu là một nhân vật có bộ kit không quá đặc biệt. Tuy nhiên thì nó lại có một cái vai trò đặc biệt khiến cho nhân vật giống như kiểu là sinh ra đã ở vạch đích rồi. Điều đó nó khiến cho Baizu có tỷ lệ sử dụng rất là cao, ngày càng được trọng dụng vì những nhân vật như là Furina, Lubilet. Điểm cộng tiếp theo của nhân vật này đó là đội hình của nhân vật khá là đa dạng và sử dụng được trong nhiều team, đặc biệt là những cái team liên quan đến hệ thảo hay là lôi. Mình nghĩ rằng trong tương lai vẫn có thể có những đội hình sử dụng đến nhân vật này. Baizu là một nhân vật rất là dễ build, dễ chọn di vật, sử dụng được bộ di vật mới và nó không cần đầu tư nhiều. Baizu là một nhân vật có vũ khí F2P, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Nói chung Baizu là một cái dạng nhân vật rất thân thiện với người chơi F2P. Ngoài ra thì ở phiên bản 4.6 này đi chung với Kẻ Lang Thang, ở bên phía Kẻ Lang Thang thì đó là một thảm họa, nhưng mà đối với Baizu thì lại là một cái, mình nghĩ rằng là một cái món khá là hời. Bởi vì nếu như roll ra cái vũ khí chấn của Baizu thì anh em có thể xài, còn nếu như nó ra cái chấn của Kẻ Lang Thang thì anh em có thể sở hữu Kẻ Lang Thang trong những cái lần roll sau. Còn trong trường hợp anh em đã có cả Kẻ Lang Thang cả Baizu rồi thì có thể là rất là hợp lý đấy. Nhưng mà thực sự thì Baizu có cần chấn không? Theo mình là nếu như anh em không có phần nguyên thạch hoặc là em không muốn roll banner vũ khí thì có thể bỏ qua, bởi vì Baizu đã có những cái sự lựa chọn F2P khác như là mũ kim phách xài cũng rất là ổn rồi. Thành ra cây chấn của Baizu thì mình nghĩ rằng nó vừa là cái điểm cộng vừa là điểm trừ, và mình nghiêng về phía điểm trừ nhiều hơn. Baizu không phải là một nhân vật mà không thể thay thế trong các đội hình. Về bộ kit của Baizu thì thiên về hướng hồi máu hơn là phần cung cấp kháng gián đoạn hay là khả năng cấp thảo. Như đã nói ở phần Alekino thì đã xuất hiện những cái cơ chế khiến cho nhân vật không thể nhận hồi phục từ nhân vật khác. Vậy thì trong tương lai biết đâu đấy ở Hỏa Quốc chúng ta sẽ có thêm những cơ chế tương tự như vậy. Nó có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến các cái nhân vật chuyên về hồi phục như Baizu chẳng hạn. Ok anh em, đến phần không thể bỏ qua của video này. Trả lời cho câu hỏi là ở phiên bản 4.6 này, thứ tự ưu tiên của banner sẽ như thế nào? Thì câu trả lời của mình đó chính là... Cá nhân mình cho rằng là nhân vật Alekino là nhân vật có tiềm năng, nên là mình sẽ đưa nhân vật đấy lên đầu tiên, bên cạnh những cái điểm cộng như là nhân vật mới, cơ chế mới, rồi là nhân vật hệ hỏa gây sát thương AOE, vân vân và mây mây. Có rất nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là có thể ưu tiên chọn nhân vật Alekino ở phiên bản 4.6 này. Về nhân vật thứ hai là Baizu thì mình cho rằng là mặc dù nhân vật như mình đã nói là có thể trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cơ chế mới, nhưng mà đó chỉ là cái dự đoán cá nhân của mình thôi. Và giống như là những cái thay đổi khác thì mình cho rằng nó sẽ không phế nhân vật, mà nó chỉ là ảnh hưởng phần nào làm cho trò chơi trở nên phong phú hơn thôi. Hiện tại thì Baizu đang có nhiều cái phần điểm cộng so với điểm trừ nhất so với các nhân vật này, và là nhân vật F2P rẻ và khi roll về có thể dùng được ngay. So với các nhân vật phía sau phải đầu tư thì mình nghĩ rằng là chỉ cần có xác Baizu thôi là anh em đã có thể chơi được rồi. Cho nên là mình sẽ để nhân vật này ở vị trí thứ hai. Về Kẻ Lang Thang thì như mình đã nói đó là nó khá là cân bằng và mình nghiêng về phần điểm cộng hơn. Về nhân vật Kẻ Lang Thang thì cũng đã rerun khá là nhiều lần rồi, nên là mình sẽ để nhân vật này ở vị trí thứ ba. Và cuối cùng thì đó là Nine. Về phần điểm cộng điểm trừ thì mình thấy của nhân vật này cũng khá là cân bằng, tuy nhiên thì về cái phần lối chơi thì mình cho rằng là có thể người chơi sẽ cần phải cân nhắc, nên mình để nhân vật này xuống vị trí cuối cùng. Ok anh em, đến với cái câu hỏi quen thuộc của series này. Nếu như anh em chọn nhân vật Alekino thì anh em sẽ quan tâm đến việc roll chấn hay là cung bệnh. Thì theo mình đó là khi trong kho đồ của anh em chưa có những cây vũ khí 5 sao như là hỏa phác hoặc là hộ ma, hay là nói chung là thương 5 sao tỷ lệ bạo sát thương bạo ấy, thì anh em có thể là cân nhắc roll cái banner vũ khí. Bởi vì cái vũ khí 4 sao cho Alekino thì mình thấy rằng lựa chọn nó không thật sự phong phú. Không phải là không có cây vũ khí 4 sao nào xài được, mà theo mình là cái sự chênh lệch giữa sức mạnh giữa vũ khí 4 sao và vũ khí chấn ấy nó sẽ nhiều, và có thể là chênh lệch khá nhiều so với những cái nhân vật khác. Về cái phần roll cung mệnh khi nào thì đó là khi anh em đã có cái vũ khí 5 sao như mình vừa nói rồi, tốt có thể thay thế thì anh em có thể roll phần cung mệnh, nó sẽ tăng cái sát thương của đánh thường, tăng kháng gián đoạn, có thể giúp cho anh em mở rộng đội hình tốt hơn.
Về trường hợp của Alekino thì mình thấy rằng là cái phần chấn và phần cung bậy nó khá là cân bằng, nó không lệch về một bên như là trường hợp của Lovilet. Như vậy thì có thể là mình sẽ muốn roll cái phần chấn hơn, bởi vì thực sự cá nhân mình không phải là người chơi thích roll phần cung bậy. Đến với câu hỏi rất quen thuộc của series này và không thể bỏ qua được, đó là câu hỏi nếu như skip hết phiên bản 4.6 thì có sao không? Theo mình là nếu như anh em skip nhiều quá ấy, thì game nó sẽ khá là nhàm chán. Tuy nhiên thì phiên bản 4.5 vừa rồi có banner của Lovilet và Kazuha thì mình nghĩ rằng nhiều người đã roll ở phiên bản đó rồi. Thì nếu như skip ở phiên bản 4.6 này chắc chưa phải là quá sớm đâu. Nếu như anh em đã có các nhân vật thay thế cho các nhân vật mình đề xuất ở bên trên, trường hợp đi pet hỏa anh em có Hu Tao, Yumiya rồi đã roll Nine rồi chẳng hạn, thì có thể là anh em không muốn roll ở phiên bản này, thì anh em có thể skip ở phiên bản này và chờ đợi những phiên bản sau. Anh em có thể giữ cái phần nguyên thạch của anh em để chờ các nhân vật khủng khác như là Fuina, hoặc là nhiều anh em muốn đi tắt đón đầu nhìn ra thật xa thì đã chuẩn bị cho hỏa thần rồi chẳng hạn. Về cá nhân mình thì mình sẽ làm gì ở phiên bản 4.6 này? Nếu như em quan tâm thì mình sẽ không skip phiên bản này. Mình đưa nhân vật Alekino lên đầu tiên thì cá nhân mình cũng sẽ roll nhân vật này. Từ đầu game đến giờ thì trong tài khoản của mình không sở hữu các nhân vật đi pet hỏa, gần đây mình mới chỉ có Yomiya thôi. Nên mình nghĩ rằng là nếu như mình roll nhân vật Alekino ở thời điểm này thì có thể nó sẽ bổ sung thêm cho cái trải nghiệm của mình. Nhân vật sẽ mang lại cho mình trải nghiệm game impact tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Ok anh em, trên đây là những cái phần tư vấn của cá nhân mình. Rất hy vọng là anh em đã tìm thấy những thông tin mà có thể tham khảo được. Tới đây thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video tư vấn phiên bản 4.6 ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại bình luận của anh em về những cái dự định cũng như là những cái tư vấn khác của anh em với phiên bản này để mọi người cùng tham khảo nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm trong phần bình luận. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video này và chúc anh em may mắn khi roll banner của Genshin Impact. Mình đã rất nghiêm túc đây. Còn bây giờ thì chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.